Vâng, lại gửi lời chào đến toàn thể các bác, các anh em đam mê đi rừng, đi săn bẫy, đi bắt ong, các bác đi tìm hoa phong lan, cũng như các bác đi tìm đi hái cây quả dươi, không nhá. Thì hôm nay em giới thiệu cho các bác những mẫu bộ guốc trèo cây hai đinh để phục vụ cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Các bác nào mà đang có nhu cầu tham khảo về những bộ guốc trèo cây thì có thể liên hệ trực tiếp bên cơ sở em thôi nhá. Cơ sở em mà đến từ Bắc Giang. Đấy, luôn luôn là giao hàng, xếp hàng qua ngày mới điện. Anh em có thể nhận, bên em nhận xỉ lẻ toàn quốc thôi nhá. Đây, những bộ guốc trèo cây đã hoàn thiện xong như này các bác nhá. Đấy. Hàng này đảm bảo cho các bác trèo rất là an toàn. Đấy, cũng như dễ trèo. Đấy, 100% cái đinh này bằng inox hết các bác nhá. Đấy, bằng inox hết. Và cái mẫu này thì bên em có cả dây đạn đai bảo hiểm để hỗ trợ anh em trèo cây. Đấy, mẫu này thì em bán khá là nhiều, xỉ lẻ toàn quốc. Đây là cơ sở chính của em, đây đang sơn luôn nhá. Đấy, đang sơn này. Thanh của nó bằng thép, thế còn cái đây. Đây là cái cơ sở em đang làm. Như bác thấy là cái đinh này các bác nhá. Đinh này bên em là đinh, hàng này là đinh bằng ấy hết, bằng inox hết các bác nhá. Đấy, đinh inox và mài sẵn, mài sắc nhọn để than lại. Đấy, đây là đinh. Đây là những thanh sắt để làm các bác nhá. Đấy. Đây là đang trong chế độ hoàn thiện. Đây là làm cái này xong bắt đầu bên em sơn lại nhá. Sơn lại. Đây là cơ sở em đang làm. Đấy, giao xỉ toàn quốc anh em nhé. Đấy, anh em có thể muốn mua về xỉ lẻ thì bên em bán hết. Đây là đang uốn đai, uốn vào gò. Cái này thì rất dễ trèo luôn, anh em thấy là đấy, mài rất là sắc bén. Đây là phần thô, xong là bắt đầu mới mài lại. Đấy, mài lại thì xong bắt đầu mới sơn. Đây là những máy trà, máy hàn, nói chung đầy đủ phương tiện cho anh em. Nên các bác nào mà đang có nhu cầu tham khảo về những chiếc bộ guốc trèo cây thì có thể liên hệ bên em, một cơ sở uy tín hàng đầu nhé. Một cái video rất là ngắn thôi, em xin kết thúc video đây. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.